Sỏi thận là một trong những chứng bệnh phổ biến ở nước ta hiện nay, và đây cũng chính là nguyên nhân dẫn đến tình trạng suy thận cũng như những khó khăn và bất tiện trong việc đi tiểu. Tỷ lệ mắc bệnh sỏi thận cao, 13% người bệnh là nam giới và 7% là nữ giới ở độ tuổi từ 30 đến 50 tuổi, và chủ yếu là trong độ tuổi lao động. Vậy, nguyên nhân nào gây ra bệnh và những biến chứng nguy hiểm nào bạn có thể mắc phải khi bị sỏi thận? Hãy cùng Milora tìm hiểu ngọn nguồn căn bệnh và đưa ra phương pháp điều trị nhanh nhất nhé! Sỏi thận là bệnh lý thuộc hệ tiết niệu, liên quan đến hiện tượng sỏi hình thành bên trong thận do khoáng chất tích tụ lâu ngày. Có 4 loại sỏi thận nhưng 5 dạng khác nhau. Sỏi canxi gồm canxi oxalate và canxi phosphate, sỏi nhiễm trùng struvite, sỏi axit uric và sỏi sittin. Có 2 nguyên nhân chính gây ra bệnh. Một là do thói quen hàng ngày như uống ít nước, sử dụng nhiều thuốc tây, chế độ ăn mặn và nhiều muối, nhịn tiểu thời gian dài, và cuối cùng là sử dụng nhiều rượu bia, các chất kích thích. Nguyên nhân thứ hai là do người bệnh mắc phải một số bệnh lý như dị dạng đường tiểu, u xơ tử cung thường gặp ở nữ giới, và phì đại tuyến tiền liệt gặp ở nam giới. Người bệnh sỏi thận sẽ gặp phải những triệu chứng như sau: tiểu nhiều, tiểu rác và buốt, nước tiểu kèm theo máu hoặc mủ, đau quặn bụng dưới và mỏi lưng, dễ bị sốt và nôn ói. Mặc dù sỏi thận dễ dàng phát hiện, nhưng không phải ai cũng có phương pháp điều trị dứt điểm. Chính vì thế mà dẫn đến một số biến chứng nguy hiểm như sau: tắc niệu quản gây bí tiểu hoặc ứ nước ở thận, gây nhiễm trùng nước tiểu, hư thận, suy giảm chức năng thận và tăng nguy cơ phải chạy thận lọc máu. Các phương pháp điều trị sỏi thận hiện nay: thuốc tây chủ yếu là các loại thuốc giúp lợi tiểu, giảm đau và kháng viêm, không có tác dụng đánh tan hay làm nhỏ sỏi thận. Ngoài ra, thuốc tây còn gây một số tác dụng phụ như nóng gan, nóng thận. Thuốc bắc được bào chế từ các thảo dược thiên nhiên, nhưng quy trình chế biến thô sơ còn chứa nhiều độc tố. Bạn nghĩ rằng phẫu thuật là giải pháp nhanh chóng, nhưng thực tế, phẫu thuật là giải pháp nguy hiểm, chứa nhiều rủi ro và khả năng tái lại rất cao. Hiểu được những khó khăn của bạn trong việc điều trị sỏi thận, nay Bilora mang đến cho bạn giải pháp mới từ thảo dược thiên nhiên và nhập khẩu từ Mỹ, với bộ đôi thuốc thảo dược Bilostone gồm Kidney Formula và Urinary Flow Formula, với 3 mục tiêu điều trị như sau: đánh tan, bào mòn và ngăn ngừa sỏi thận, loại bỏ mọi sự tích tụ có hại ở thận, phục hồi chức năng và bảo vệ hệ tiết niệu. Đầu tiên là thuốc thảo dược phục hồi chức năng thận Kidney Formula, được chiết xuất từ các thảo dược như Juniper, dầu cây đỗ tùng, giúp điều trị nhiễm trùng ở thận và bàng quang, lợi tiểu và đào thải độc tố. Parsley, cây mùi tây, có tác dụng lợi tiểu mạnh, ngăn ngừa sự tích tụ khoáng chất, bảo vệ sức khỏe thận. Marshmallow, cây thục quỳ, giúp bảo vệ hệ thống đường tiết niệu, đào thải sỏi thận và lợi tiểu. Golden Seal, cây hải cẩu vàng, giúp kháng sinh, chống viêm nhiễm bàng quang, đánh tan và bào mòn sỏi thận. Bearberry, cây mật gấu, giúp kháng viêm, đào thải độc tố và bảo vệ thận, kích thích thận điều hòa lượng nước tiểu ổn định. Hoa cúc Lobelia, giúp lợi tiểu, chứa flavonoid, giúp chống viêm và kháng khuẩn tốt. Ginger, gừng, kích thích thận hoạt động và tăng cường tuần hoàn máu, giúp đào thải và ngăn ngừa chất độc tích tụ. Thứ hai là thuốc thảo dược đánh tan sỏi thận Urinary Flow Formula, được chiết xuất từ các thảo dược như Juniper, dầu cây đỗ tùng, giúp điều trị nhiễm trùng ở thận và bàng quang, lợi tiểu và đào thải độc tố. Bearberry, cây mật gấu, giúp kháng viêm, đào thải độc tố và bảo vệ thận, kích thích thận điều hòa lượng nước tiểu ổn định. Parsley, cây mùi tây, có tác dụng lợi tiểu mạnh, ngăn ngừa sự tích tụ khoáng chất, bảo vệ sức khỏe thận. Dandelion, bồ công anh, giúp tăng cường chức năng thận và lợi tiểu, bù đắp những thiếu hụt đã mất trong quá trình đào thải ra ngoài. Cranberry, Nam Việt Quốc, tăng cường đào thải độc tố ở thận, chống oxy hóa mạnh,
chữa trị và ngăn ngừa nhiễm trùng thận, phát đồ điều trị sỏi thận cho bạn. Trường hợp 1, kích thước sỏi từ 0 đến 5mm, một liệu trình. Trường hợp 2, kích thước sỏi từ 5 đến 10mm, hai liệu trình. Trường hợp 3, kích thước sỏi từ 10 đến 15mm, ba liệu trình. Bộ đôi thuốc thảo dược Billstone được nghiên cứu và phát triển bởi tập đoàn Natural Factor của Mỹ, với vùng trồng dược liệu hàng nghìn hecta tại Canada. Các loại thảo dược được trồng, chăm sóc và chọn lọc kỹ lưỡng. Từng sản phẩm của công ty được sản xuất với quy trình hiện đại và được kiểm soát khắt khe, được Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm FDA cấp phép lưu hành trên toàn thế giới. Chính vì thế mà bộ đôi thuốc thảo dược Billstone là giải pháp hoàn hảo cho người sỏi thận. Bạn hãy để lại số điện thoại để được các chuyên gia của Billora tư vấn cụ thể hơn. Hoặc bạn có thể gọi đến hotline 0909 542 938 hoặc 0962 158 661. Nếu bạn muốn được tư vấn trực tiếp, hãy đến địa chỉ tòa nhà Billora, số 22, đường 34, phường An Phú, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh. Để biết thêm thông tin chi tiết, Billora mời bạn truy cập website tiễnbiệtbệnhsỏithận.com hoặc youtube.com/billora. Chúc bạn luôn vui khỏe!